Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng bản đồ ứng phó với chiều cường. Cảnh báo những nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong từ bệnh viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi. Lần đầu tiên Việt Nam tiêu hủy 2 tấn ngà voi và 70kg sừng tê giác. Trao đổi giữa phóng viên VTC14 với ông Trung Wefu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giấy Lienman Việt Nam, xung quanh nghi vấn vi phạm của doanh nghiệp này trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải trong sản xuất giấy. Tin quốc tế, Pháp quan ngại về kế hoạch rút khỏi Hiệp định Khí hậu của Tổng thống Mỹ Trump. Máy bay Chile hạ cánh khẩn cấp sau khi đe dọa đánh bom. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra cảnh báo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chuẩn bị đón chiều cường ở mức báo động 2, báo động 3. Công tác chuẩn bị đối phó với mưa ngập đang được các địa phương tích cực triển khai, và để công tác này đạt được hiệu quả, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng bản đồ chiều cường. Hôm nay mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền lên mức 1,4 đến 1,45m, sấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 2 khoảng 0,05m. Thời gian xuất hiện khoảng 2 giờ đồng hồ. Đỉnh chiều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào ngày 15 và ngày 16 tháng 11, có khả năng đạt mức trên báo động 3 tại hầu hết các trạm. Hiện nay đã bước vào kỳ cao điểm của chiều cường, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị theo dõi sát sao diễn biến của chiều cường, mưa lớn, mực nước của các hồ chứa thượng nguồn để có phương án chủ động ứng phó. Việc xây dựng bản đồ chiều cường sẽ phối hợp với Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ để cải tiến hệ thống radar, nghiên cứu phương án dự báo, cảnh báo về khả năng có thể xảy ra mưa lớn trong thời gian sớm nhất. Hệ thống này sẽ tiến hành đo đạc dự báo hàng ngày, nhất là khi có chiều cường, mưa ngập để kịp thời xử lý. Rằm tháng 10 âm lịch tới không chỉ là lúc có chiều cường mà lũ muộn từ trên thượng nguồn cũng sẽ tràn về khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây sẽ là nguồn nước quý giá góp thêm phù sa để bồi đắp cho ruộng đồng. Tuy nhiên, với tình hình căng thẳng từ đầu mùa, khả năng xuất hiện lũ muộn cũng không phải là nhiều. Thời điểm này đang là giai đoạn cuối mùa lũ, nhưng đồng đất vùng biên Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, cỏ dại mọc xanh thiếu nước, gia súc vẫn được chăn thả tự nhiên. Mực nước dưới những dòng kênh thủy lợi thấp xa so với mặt ruộng, nông dân phải sử dụng máy bơm đưa nước lên đồng làm đất, xuống giống trong nỗi lo khô hạn, thiếu nước vào giai đoạn cuối. Không có nước lũ, chi phí sản xuất tăng lên và lúa khó tránh khỏi sâu bệnh gây hại, chuột bọ cắn phá. Mấy năm trước đó, thì có lũ về đó, là ngập, coi như là phèn nó đi. Thành ra bà con làm lúa có lợi nhuận. Còn năm nay thì lũ không có về, coi như cá mắm thì cũng khó kiếm ăn. Năm nào có lũ, nước tràn ngập đồng, chính quyền địa phương và bà con vùng biên Giang Thành này đều rất mừng vui phấn khởi vì họ có thêm nguồn thu nhập cho gia đình trong mùa lũ. Và sau đó, sản xuất vụ lúa đông xuân thuận tiện, trúng mùa, lợi nhuận cao. Năm nào không có lũ thì mình sẽ gặp khó, là cái là không có vụ xa thì thành ra chi phí mình hơi nặng hơn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Giang Thành cho biết, tính đến thời điểm này, toàn huyện gieo xạ hơn 15.000 hectare lúa đông xuân, đạt 50% kế hoạch. Diện tích còn lại xuống giống dứt điểm vào trung tuần tháng 11. Tuy nhiên, nếu nước lũ giảm tháng 10 không nhiều, thì mùa khô năm sau sẽ khó có đủ nước tưới. Không có lũ thì dưới góc độ địa phương thì hướng dẫn người dân là sản xuất, thứ nhất là theo lịch thời vụ của phòng nông nghiệp đưa xuống để mà tránh thiệt hại, thứ nhất là về sầy, rồi cũng thiệt hại được một số cái dịch bệnh. Hiện địa phương đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, kịp thời đắp các bờ đập trên hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng trên địa bàn để giữ nước, hướng dẫn nông dân gia cố bờ bao, bờ vùng, bờ thửa chắc chắn và chuẩn bị sẵn sàng các phương án chủ động ứng phó với khô hạn.
tiếp tục công tác cứu đói đợt 3 cho người dân các vùng chịu thiệt hại do hạn hán gây ra. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức phân bổ cấp phát hơn 2.900 tấn gạo. Trong đợt cứu đói lần 3 này, tỉnh Ninh Thuận được chính phủ cấp 2.929 tấn gạo để cứu đói cho 16.000 hộ với khoảng 97.000 nhân khẩu trên địa bàn 6 huyện với mức hỗ trợ là 15 kg một khẩu một tháng và được hỗ trợ trong 2 tháng. Toàn bộ số lượng gạo đã được chuyển về hết các huyện để kịp thời cấp phát cứu đói cho dân. Trong đợt 3 này, vùng Tâm Hạn huyện Thuận Nam là địa phương được hỗ trợ cấp phát gạo nhiều nhất với số lượng hơn 1.000 tấn gạo. Hiện ngành chức năng của huyện đã vận chuyển gạo về tận các thôn bản để thuận lợi cấp phát cho bà con. Sau vụ cướp biển tấn công tàu Ryan 16 bắt cóc 6 thuyền viên vào ngày hôm qua, ngày hôm nay, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục cảnh báo nguy hiểm trên một số vùng ở Biển Đông. Các cảng vụ được đề nghị tuyên truyền phổ biến với chủ tàu, công ty quản lý khai thác về tình hình cướp, đồng thời triển khai kế hoạch an ninh như tăng cường trực ca khi neo đậu tàu, chiếu sáng xung quanh, bấm còi báo động khi phát hiện tàu lạ tới gần. Bên cạnh đó, các tàu phải duy trì trực ca liên tục để nhận các khuyến cáo, chuyển hướng hoặc tránh đi vào khu vực nguy hiểm, duy trì liên lạc với đơn vị chức năng. Báo cáo của Tổ chức Hiệp định Hợp tác Khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tại châu Á cũng cho hay, tháng 10 vừa qua đã xảy ra 5 vụ trong tổng số 64 vụ cướp biển tấn công tàu ở châu Á năm 2016. Tổ chức này khuyến cáo các tàu và vùng biển Sulu, Celebes cần đi chậm, cảnh giác khi thấy tàu thuyền đáng ngờ xung quanh. Vụ cướp biển tấn công tàu Ron của Việt Nam xảy ra vào ngày hôm qua. Con tàu này xuất phát từ Quảng Ninh vào ngày 5 tháng 11. Trên đường di chuyển đến Philippines, tàu đã bị hải tặc tấn công vào ngày 11 tháng 11, cách đảo Basilan của Philippines khoảng 10 hải lý về phía Tây Tây Nam. Trên tàu có 19 thuyền viên, cướp biển đã bắt giữ 6 người, 13 thủy thủ còn lại và con tàu tiếp tục hành trình về cảng Zamboanga của Philippines. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết. Sau khi khởi tố hình sự vụ án thì ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 người để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này. Theo đó, 3 bị can là Nguyễn Diệu Linh, Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2009. Trong đó, bị can Nguyễn Diệu Linh là chủ quán, bị khởi tố về hành vi đưa quán karaoke vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, nữ chủ quán này cũng tự ý thay đổi thiết kế, không kiểm tra giám sát trong quá trình thi công và cho lắp đặt biển quảng cáo che kín mặt tiền. Do đang trong thời gian nuôi con nhỏ, bị can Linh được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Bị can Lê Thị Thì là chủ sử dụng lao động trực tiếp, biết rõ việc hàn có thể dẫn đến cháy nổ nhưng không có biện pháp phòng chống. Thợ hàn Hoàng Văn Tuấn chưa được huấn luyện về an toàn lao động, dùng máy hàn thổi lửa trực tiếp vào bản lề để cắt, dẫn đến lửa bén vào bên trong và gây cháy. Hai bị can này hiện bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Có thể chịu được nhiệt độ lên tới hơn 1.000 độ C, gạch xây dựng cách nhiệt chống cháy. Sáng chế của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được xem là một giải pháp hiệu quả hạn chế thiệt hại từ hỏa hoạn. Nghiên cứu đầu tiên về loại gạch này cách đây gần 20 năm. Cho đến nay đã có nhiều cải tiến và có nhiều loại sản phẩm khác nhau. Thế nhưng vì sao sản phẩm từ những sáng chế này vẫn loay hoay, chưa thực sự đến tay người tiêu dùng? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Chỉ với nguyên liệu từ tro, xi măng và một số chất phụ gia, sau khi được cân đo với một tỷ lệ nhất định, hỗn hợp này được trộn đều. Chỉ sau một thời gian ngắn, có thể trở thành block bê tông, một loại vật liệu xây dựng siêu nhẹ, có kích thước lớn, đặc biệt là có khả năng cách nhiệt, chống cháy. Đây cũng là đề tài bảo vệ tiến sĩ được nghiên cứu trong suốt 5 năm của Đại úy Chu Thị Hải Ninh, nghiên cứu sinh của Trường Đại học Xây dựng. Bê tông thông thường xây nhà thì bê tông nặng, nó có cát, đá, sỏi. Đó. Thì cái bê tông này của tôi nó có một đặc tính nó khác là nó không có các yếu tố đó. Thì để chế tạo ra cái bê tông này thì bê tông này khó tính hơn, có rất nhiều yếu tố. Yếu tố đầu vào, ví dụ vật liệu này, thành phần vật liệu đã đạt được những cái chỉ tiêu như mình mong muốn chưa. Ví dụ như về độ ẩm nó này, độ tơi xốp này, vân vân. Và ngoài ra, ví dụ như khi mà quá trình nhào trộn thì mình cân đo, đong đếm có chuẩn không, có chính xác hay không. Chị Hải Ninh không phải là nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu thành công sản phẩm này. Trước đó, Trường Đại học Xây dựng đã từng có nhiều công trình nghiên cứu.
Hiện nay, những sản phẩm này đều đang được trưng bày tại khu triển lãm của trường. Dù là bê tông hay gạch vữa, lớp chát xây dựng, thì chúng đều có đặc điểm chung là chống cháy và sử dụng nguyên liệu sẵn có. Tất cả các nguyên liệu của chúng tôi sử dụng, trừ các cái loại xi măng cốc lăng là phổ thông, là các nguyên liệu địa phương, thì chúng tôi sử dụng hoàn toàn các phế thải công nghiệp. Và xin nói luôn ở đây là chúng tôi sử dụng các loại tro và xỉ nhiệt điện. Đối với doanh nghiệp thì cũng có yêu cầu chúng tôi là trả lời về cái giá thành. Thì tôi nói là hiện nay các cái thải phẩm này chúng tôi toàn đi xin chứ chưa có cái giá tiền để mua. Dù vậy, những sản phẩm hữu ích này lại chưa thể đến tay người tiêu dùng. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp và các cái nhà nghiên cứu là nó chưa đồng bộ. Trong quá trình chuyển giao công nghệ hoặc trong quá trình thực hiện công nghệ mà anh không tuân thủ được các cái quy trình công nghệ thì chất lượng không đảm bảo. Và chất lượng không đảm bảo như vậy thì nó ảnh hưởng ngay đến cái ứng dụng của sản phẩm trong các công trình. Thế vì vậy cho nên là các doanh nghiệp khi ứng dụng làm ấy, thì không chú trọng được cái điều này. Do đó mà cái sản phẩm không đi đến đạt được các kết quả mong muốn. Những ngôi nhà cao tầng chỉ còn là đống đổ nát trong gang tấc. Những bức tường kiên cố rồi cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhưng tương lai, khi những sáng chế về vật liệu chống cháy đến được với tay người tiêu dùng, có thể sau một vụ cháy sẽ khác. Số ca nhiễm virus Zika tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục tăng lên. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là điểm nóng của dịch bệnh này khi tập trung nhiều bệnh nhân nhiễm virus Zika và liên tục có ca nhiễm virus Zika mới. Theo đó, đến thời điểm này, cả nước đã ghi nhận 38 trường hợp nhiễm virus Zika và 5 trường hợp nghi nhiễm. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều bệnh nhân và liên tục có ca nhiễm mới. Trong tuần này, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên con số 31. Bên cạnh đó, vẫn còn 5 ca nghi nhiễm bởi kết quả xét nghiệm nhanh là dương tính, nhưng vẫn phải chờ khẳng định cuối cùng của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế cho biết, 80% trường hợp nhiễm virus Zika không có biểu hiện triệu chứng. Do vậy, rất khó phát hiện, chẩn đoán để can thiệp khống chế dịch. Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương và người dân cần tích cực diệt loang quang bọ gậy để chủ động phòng bệnh. Dịch bệnh HIV/AIDS ở Cà Mau vẫn chưa được khống chế. Khi theo Ủy ban Nhân dân của tỉnh Cà Mau, tính đến cuối năm 2015, 100% huyện, thành phố trong tỉnh phát hiện có người nhiễm HIV trên địa bàn. Tính trung bình mỗi tháng có gần 15 người bị nhiễm căn bệnh này. Theo đó, tính từ năm 1994 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016, số người bị nhiễm HIV được phát hiện là hơn 2.900 người. Trong đó, bệnh nhân chuyển sang AIDS là 1.070 người, số người tử vong là 412 người. Đặc biệt, số người mới được phát hiện nhiễm trong năm 2015 là 181 người. Trung bình mỗi tháng phát hiện có gần 15 người bị nhiễm. Dịch bệnh HIV cũng đã lan rộng. Đến cuối năm 2015, đã có gần 99% số xã, phường, thị trấn và 100% huyện, thành phố trong tỉnh phát hiện có người nhiễm HIV trên địa bàn. Đáng chú ý, trong năm 2016, các mục tiêu liên quan tới HIV, tỉnh này rất khó đạt được bởi nguyên nhân thiếu hụt kinh phí. Hôm nay, 12 tháng 11, là ngày phòng chống viêm phổi. Thực tế, viêm phổi là bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Theo thống kê, thì mỗi năm thế giới có gần 1 triệu trẻ dưới 5 tuổi tử vong bởi căn bệnh này. Theo các bác sĩ, viêm phổi là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, với các biểu hiện thường gặp là ho nhiều, ho có đờm, khó thở, thở nhanh, đau ngực, đau cơ, mệt mỏi, sốt cao, ớn lạnh, vã mồ hôi. Cũng gần giống với những triệu chứng cảm cúm thông thường nên dễ gây nhầm lẫn hoặc xem nhẹ bỏ qua. Viêm phổi có thể do nhiều loại mầm bệnh khác nhau gây ra, trong đó vi khuẩn phế cầu là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ nhỏ. Vi khuẩn phế cầu không chỉ gây viêm phổi mà còn gây những bệnh nguy hiểm ở trẻ em với tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời, viêm màng não, nhiễm trùng máu. Viêm phổi là căn bệnh mà ở Việt Nam mỗi năm lại có thêm 2,9 triệu trẻ mắc mới. Chúng ta cũng nằm trong nhóm 10 nước có số ca viêm phổi trẻ em cao nhất. Năm 2015, thế giới có 920.000 trẻ dưới 5 tuổi đã tử vong vì căn bệnh này. Và mỗi ngày, các bệnh viện nhi tuyến đầu của nước ta đều phải tiếp nhận những bệnh nhân nguy kịch vì viêm phổi mà không có dấu hiệu ngừng lại. 7 tháng tuổi, viêm phổi vì nhiễm lạnh. Đứa bé không còn sức để khóc lớn. Bệnh cảnh này lặp đi lặp lại ở khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đi xuống đây khám bị mùa lạnh nhiễm viêm phổi này kia,
cũng mặc áo ấm rồi cũng quấn cổ, lấy khăn quấn cổ rồi cũng đầy đủ, nhưng mà nó ảnh hưởng thời tiết hay sao nó mắc bệnh. Trẻ chưa kịp biết bò biết chạy đã lại phải làm quen với mùi cột bệnh viện. Còn những bà mẹ chưa hết thời gian ở cữ lại phải chuyển sang viện nhi để chăm con. Nằm trong phòng cấp cứu này, trẻ nào cũng bệnh tình nặng nề. Ngoài cái chuyện lạnh ra mà thành phố mình, cái không khí của nó cũng bị ô nhiễm, cái tỷ lệ bụi trong không khí nó cao quá, cho nên là mình thì mắt thường đâu có nhìn thấy được, mà trẻ nó nhỏ quá cũng khó. Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý rằng là trong số những trường hợp đó thì khoảng chừng 20 đến 25% các cháu có thể tiến triển nặng hơn thành các loại viêm hô hấp dưới, trong đó chúng ta cần lưu tâm tới viêm tiểu phế quản và viêm phổi là những cái nguyên nhân khiến các cháu có thể nhập viện và thậm chí tử vong vào thời điểm hiện thời. Viêm phổi là bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp dưới, đặc trưng bởi tổn thương phế nang và mô bao quanh phế nang. Bệnh khá gần với triệu chứng cảm cúm thông thường nên dễ nhầm lẫn và khiến phụ huynh xem nhẹ. Do đó, khi vào nhập viện, bệnh đã diễn tiến nặng. Lúc này, trẻ đã thường bị co lõm lồng ngực khi thở, dấu hiệu đặc trưng của viêm phổi. Bảo vệ đứa bé một cách rất tốt và rất hiệu quả và không mấy tốn kém, đó là vấn đề rửa tay. Thật thế, có rất nhiều các loại mầm bệnh gây bệnh hô hấp từ virus tới vi trùng. Tuy gây bệnh hô hấp nhưng mà con đường lây bệnh cho các cháu chủ yếu là qua bàn tay nhiễm bẩn của người chăm sóc. Chúng ta có thể rửa tay chỉ với phương pháp đơn giản là nước và xà bông hay xà phòng thông thường là cũng đủ hiệu quả. Một căn bệnh quen thuộc nhưng là gánh nặng của thế giới. Khi mà trong năm 2015, 920.000 trẻ dưới 5 tuổi đã bị cướp đi sinh mạng vì viêm phổi. Con số này nhiều hơn số tử vong vì virus Zika, Ebola, sốt rét, lao và HIV cộng lại. Do đó, không khó hiểu khi quá tải bệnh viện vẫn tồn tại trong những năm qua. Và khoa hô hấp vẫn là một điểm nóng của bất kỳ một bệnh viện như nào. Chiều nay tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành tiêu hủy 2 tấn ngà voi và 70kg sừng tê giác dưới sự chứng kiến của nhiều tổ chức quốc tế. Đây đều là những mẫu động vật hoang dã, là tang vật của các vụ buôn bán vận chuyển trái pháp luật bị các cơ quan chức năng bắt giữ và tịch thu. 2 tấn ngà voi cùng với 70kg sừng tê giác và một số mẫu vật xương gấu, xương hổ đã được vận chuyển bằng các thùng kín về khu xử lý chất thải Nam Sơn. Phương pháp tiêu hủy thực hiện theo các công nghệ nghiền nhỏ, đốt trong lò và chôn lấp toàn bộ tro. Trước khi tiêu hủy, các chuyên gia đã lấy mẫu giám định ADN. Chúng tôi hoan nghênh lần tiêu hủy đầu tiên của Việt Nam đối với các sản phẩm bất hợp pháp từ buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã. Sự kiện này là dấu hiệu tích cực thể hiện sự cam kết của Việt Nam trong việc ngăn chặn buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã. Tiêu hủy mẫu vật ngà voi, sừng tê giác là biện pháp xử lý cuối cùng về mẫu vật các loài hoang dã bị buôn bán trái pháp luật, thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn đẩy lùi nạn buôn bán ngà voi, sừng tê giác và các sản phẩm động vật hoang dã khác. Việc Việt Nam tiêu hủy ngà voi và sừng tê giác trước thềm hội nghị Hà Nội về chống buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã diễn ra vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Nhà máy giấy Liên Men là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay, được phê duyệt đầu tư từ năm 2008. Tuy nhiên, vài năm gần đây, Liên Men mới khởi công xây dựng. Mặc dù chưa đi vào hoạt động, nhưng nhiều thông tin xung quanh nhà máy khiến dư luận hoang mang nghi ngờ về sự đảm bảo môi trường đối với nhà máy giấy lớn thứ 5 thế giới này đi vào hoạt động. VTC14 và nhiều cơ quan báo chí cũng đã phản ánh thông tin liên quan đến những vi phạm của doanh nghiệp này trong quá trình xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải. Và mới đây, để rộng đường dư luận, ông Trung Quay Phu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giấy Liên Men Việt Nam, đã có buổi làm việc với VTC14, trao đổi những thông tin xung quanh sự việc này. Và sau đây là nội dung của trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi có thể biết rằng là vì sao Liên Men lựa chọn Việt Nam cũng như là Hậu Giang để có thể đầu tư xây dựng nhà máy giấy không ạ? Hậu Giang có vị trí rất tốt, gần cửa sông, là thành phố nằm sát sông, có tuyến quốc lộ chính đi qua. Cũng là vùng có nguồn nguyên liệu lớn thuận lợi cho sản xuất.
Đây cũng là vị trí mong muốn của chúng tôi vì những thuận lợi cho hoạt động sản xuất và nhập khẩu. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, tức là cái báo cáo mà hiện tại chúng tôi đang có đấy ạ, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ đấy, tỉnh Hậu Giang thì cũng nêu rõ rằng là việc doanh nghiệp xây dựng nhà máy giấy cứng bao bì với công suất 420.000 tấn trên một năm và nhà máy bột giấy tẩy trắng với công suất 330.000 tấn trên một năm thì thuộc đối tượng phải báo cáo cái kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, nhưng mà doanh nghiệp thì cũng không thực hiện. Thực ra hiện tại chúng tôi đã làm, đã và đang làm. Chúng tôi sẽ làm theo tất cả những quy định luật pháp của Việt Nam, cũng như là những quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành. Gần đây thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng liên tục kiểm tra và có một số đề nghị với chúng tôi để đóng góp cho chúng tôi làm càng ngày càng tốt hơn. Việc bảo vệ môi trường thì chúng tôi cũng đã và đang làm theo. Theo cái câu trả lời của ông, vậy thì chúng là Lee Anh Man thiếu cái thông tin từ cơ quan quản lý của Việt Nam hay là do chúng ta cố tình không làm, không thực hiện cái việc này khi mà không bị kiểm soát, không bị kiểm tra? Chúng tôi có làm và đang hoàn thiện dần. Chuyên gia môi trường thì cũng đánh giá là cái việc xử lý môi trường của chất thải ngành giấy khá là độc hại và tốn kém. Vậy thì việc đầu tư cho cái hệ thống xử lý chất thải của doanh nghiệp thì chiếm bao nhiêu phần trăm trong tỷ lệ đầu tư toàn bộ dự án? Như chị đã biết, công nghiệp giấy là ngành lâu đời ở Việt Nam. Trên thế giới, đầu tư về công nghệ, tinh thần đầu tư về lâu dài, chú trọng và xử lý nước thải để bảo vệ môi trường an toàn tuyệt đối là điều quan trọng nhất của ngành này. Tôi cũng muốn nhấn mạnh lại là Lee Anh Man luôn muốn phát triển với định hướng như vậy. Cũng với hiểu biết là đầu tư là để bảo vệ môi trường và bảo vệ tương lai của chính chúng tôi. Một cách sòng phẳng thì ông đánh giá như nào về cái trách nhiệm quản lý về môi trường và kiểm soát môi trường của lực lượng chức năng của Việt Nam đối với các cái doanh nghiệp nước ngoài cũng như là đối với cái doanh nghiệp Lee Anh Man? Gần đây, chính quyền Việt Nam và các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng quan tâm tới chúng tôi. Nhiều lúc cũng có tổ chức các đoàn tham quan, kiểm tra hướng dẫn chúng tôi làm việc. Nếu như chúng tôi không nói được tiếng Việt hay là cần giúp đỡ gì, thì mọi người cũng rất kiên nhẫn để giúp đỡ chúng tôi và chỉ cho chúng tôi từng bước một. Tôi cảm thấy những cơ quan chức năng đang tạo điều kiện tốt cho chúng tôi làm việc và chúng tôi xứng đáng đầu tư tại Việt Nam. Doanh nghiệp không hài lòng ở điểm gì không ạ? No, up to right now, no. Kể cả là trong thời gian qua, lực lượng chức năng của Việt Nam cũng như là báo chí của Việt Nam lên án rằng là Lee Anh Man thậm chí có thể bức tử dòng sông Hậu. No, no. Không, tôi cũng không nghĩ là cái gì đó oan uổng cả. Mà tại vì tôi không có cơ hội nói với mọi người là chúng tôi đang làm gì, đó là vấn đề trong đầu tư thôi. Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị là chúng tôi muốn, rất muốn chia sẻ với mọi người là chúng tôi đang làm gì. Doanh nghiệp sẽ có những phương án tiếp theo để có thể triển khai bảo vệ môi trường như thế nào tại Việt Nam? Chúng tôi đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải lớn và hiện đại. Chúng tôi sẽ hoàn thiện và luôn đảm bảo môi trường. Chúng tôi không cho phép bất cứ sự cố nào có thể gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuân thủ các quy định của Việt Nam về xả thải ra môi trường. Để có thể hoạt động một cách thuận lợi tại Việt Nam thì doanh nghiệp thì sẽ có thể có những cái cam kết như thế nào để cho người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân sống cạnh cái dòng sông Hậu đấy có thể yên tâm và không bị ảnh hưởng bởi cái dòng sông Hậu là một dòng sông có ý nghĩa rất là lớn đối với những cái địa phương xung quanh cái khu vực đấy. Cam kết của chúng tôi là sẽ luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi trường, cũng như đảm bảo sự hiện diện lâu dài của chúng tôi, đảm bảo sự đầu tư của Việt Nam. Vâng, ông còn muốn chia sẻ điều gì đối với người dân Việt Nam nữa hay không ạ? Chúng tôi hiểu và chúng tôi rất hiểu nguồn nước sông Hậu và nguồn nước ở Việt Nam nói chung và tầm quan trọng của con sông này với người dân đồng bằng sông Cửu Long và người dân xung quanh đó, công nghiệp xung quanh đó.
Chúng tôi cam kết khi đi vào hoạt động sẽ không làm bất cứ một cái gì tổn hại tới nguồn nước của dòng sông này. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Tin quốc tế, cảnh sát ở thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ cho biết một cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo động sau khi người biểu tình tấn công các tài xế có hành vi phá hoại trong lúc tuần hành đêm thứ ba, phản đối việc ông Trump đắc cử Tổng thống. Theo Reuters, hàng ngàn người biểu tình đã đổ xuống đường, gây tắc nghẽn giao thông và ném đồ vật vào cảnh sát. Trong khi đó, cảnh sát chống bạo động cũng đã sử dụng bình xịt hơi cay để đáp trả lại. Đã có một người biểu tình bị bắt giữ. Trước đó, cảnh sát ở Portland cũng đã bắt giữ ít nhất 26 người vào hôm thứ Năm mùng 10 tháng 11 sau khi người biểu tình ném các vật dụng, làm hư hỏng nhiều tài sản và phá hoại các tòa nhà. Bản thân ông Trump cũng đã lên tiếng phản đối những người biểu tình chuyên nghiệp, cáo buộc truyền thông xúi giục, đổ thêm dầu vào lửa. Được biết, hàng chục nghìn người trên khắp nước Mỹ bắt đầu biểu tình phản đối kết quả bầu cử từ đêm ngày 9 tháng 11. Tình trạng vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay và họ đang di chuyển đến các thành phố lớn để bắt đầu ngày biểu tình thứ ba. Không chỉ đối với nhiều người dân Mỹ, rất nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của xứ cờ hoa. Và vào ngày hôm qua 11 tháng 11, Bộ trưởng Môi trường Pháp cũng bày tỏ quan ngại rằng Trump sẽ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris cũng như làm suy yếu nước Mỹ. Bộ trưởng Môi trường Pháp Ségolène Royal tin rằng ngay sau khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ngay lập tức rút chân khỏi con đường chống biến đổi khí hậu mà Pháp và nhiều nước trên thế giới đang nỗ lực đạt tới đích. Bởi trước đó, ông Trump từng kêu gọi hủy bỏ Hiệp định Khí hậu Paris và cho rằng đây là một trò lừa bịp. Đồng thời, ông cũng từng tuyên bố nếu đắc cử sẽ dừng lại tất cả các nguồn tài trợ từ Mỹ cho chương trình chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Tôi cho rằng nếu những ý định đó của ông Trump được thực hiện, thì đó sẽ thật sự là một thảm họa. Tôi tin rằng những điều đó chỉ là lời hứa để làm hài lòng một cử tri nào đó, mà không hề biết rằng sự nóng lên toàn cầu đang là một thực tế. Bên cạnh đó, Trump còn từng tuyên bố sẽ đẩy mạnh khai thác nguồn lợi từ nhiên liệu hóa thạch, một điều đi ngược lại những nỗ lực cắt giảm hiệu ứng nhà kính của Liên Hợp Quốc. Mới đây, một máy bay trên đường từ thủ đô Santiago tới thành phố Punta Arenas của Chile đã phải quay lại thủ đô và hạ cánh khẩn cấp do một lời đe dọa đánh bom. Theo quản lý sân bay Juan Luis Rodriguez, một phụ nữ người Brazil trên chuyến bay của hãng LATAM Airlines đã nói với một trong các tiếp viên hàng không rằng có bom trên máy bay sau khi máy bay cất cánh được 20 phút. Chiếc máy bay đã được xem xét bởi đội cảnh sát đặc biệt và an ninh của cơ quan hàng không và họ không tìm thấy gì khả nghi. Sau khi trở về Santiago, các hành khách đã được hộ tống xuống máy bay và người phụ nữ trên đã bị bắt giữ. Việc này đã được báo cáo lên chính phủ và ngày mai, nghi can sẽ có mặt để thẩm vấn. Các nhà chức trách cũng đang tiến hành lục soát lại máy bay một lần nữa. LATAM Airlines cho biết không thể đưa ra bình luận do các luật lệ hàng không. Người dân ở thành phố Mosul, Iraq hiện đang phải chịu đựng cảnh sống vô cùng khổ sở. Rất nhiều người bị thương, bị bệnh, không nhận được sự chăm sóc y tế nào do nguyên tắc của phiến quân IS đặt ra khi chiếm đóng nơi này. Ở phía đông của thành phố Mosul, Iraq, nhiều người dân địa phương ngồi đợi bên lề đường để bắt được chuyến xe đến các trại an toàn gần đó. Trong khi những người khác lại tìm kiếm những gì họ đã bị tước mất hơn 2 năm dưới sự cai trị của IS, quyền lợi được chăm sóc y tế. Abul, một cư dân địa phương, đang cố gắng để đưa cậu con trai của anh đến gần thủ đô Erbil để được chữa trị khi cậu bé vô tình mang về nhà một quả bom nhỏ. Con trai tôi đã chơi với quả bom và nó phát nổ. Sự việc khiến cả vợ tôi và con trai lớn bị thương. Vợ tôi hiện vẫn còn một mảnh bom trong người, trong khi chân của đứa con lớn của tôi thì đã bị hỏng. Trong khi đó, một nông dân địa phương, Abu Dishat, cho biết anh đang cố gắng để thoát ra khỏi nơi đây để phẫu thuật tim. Tuy nhiên, anh cảm thấy không yên tâm khi để gia đình ở lại. Chúng tôi không thể chạy trốn cùng nhau vì nếu IS nhìn thấy một ngôi nhà trống, họ sẽ lấy đó làm cơ sở và đặt một khẩu súng máy trên nóc nhà. Họ sẽ dùng ngôi nhà đó để ném bom và bắn phá khắp nơi. Hiện dưới sự yểm trợ của các lực lượng không quân và quân đội do Mỹ đứng đầu, quân đội Iraq, các tay súng người quốc, các lực lượng dân quân Hồi giáo đã đẩy mạnh tấn công vào Mosul.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.